Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 5 trong 160 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài câu hỏi số 5 của chúng ta như sau. Hãy chứng minh các hệ quả trên và lấy ví dụ minh họa. Đầu tiên, đó là hệ quả 1. Nếu K là một hằng số thì đạo hàm của KU bằng K U phẩy. Đầu tiên ta có hệ quả 1. Chứng minh hệ quả 1. KU phẩy ta sẽ phải chứng minh bằng KU đúng không? Thì ta thấy ngay KU là có dạng gì? Dạng tích. Vì thế, phương pháp của chúng ta sẽ là dùng công thức đạo hàm tích U nhân V sẽ bằng U phẩy V cộng UV phẩy. Tức là bằng K phẩy nhân U cộng K nhân U phẩy. Mà ta biết K của ta là một hằng số nên lấy đạo hàm thì nó sẽ bằng 0. Như vậy, chỉ còn lại KU phẩy. Ta đã chứng minh xong đạo hàm của KU sẽ bằng K nhân với đạo hàm của U. Ta chứng minh xong hệ quả 1. Ví dụ, K thầy lấy bằng 3, U của thầy là x mũ 2. Khi đó, theo đúng công thức, KU lấy đạo hàm sẽ bằng K bằng 3 nhân đạo hàm của U, tức là lấy đạo hàm của x bình. X bình mà lấy đạo hàm thì ta được 2x và kết quả bằng 6x. Tương tự với hệ quả 2. Hệ quả 2, đạo hàm của 1 trên V thì bằng trừ V phẩy trên V bình với V bằng Vx khác 0. Thì ta thấy ngay 1 trên V là đạo hàm của thương. Thì chúng ta cùng vận dụng công thức đạo hàm thương U trên V sẽ bằng U phẩy V trừ UV phẩy trên V bình với V bằng Vx khác 0. Như vậy, ta sẽ áp dụng công thức đạo hàm của thương với U của ta bằng 1. Thì ta sẽ được 1 lấy đạo hàm nhân V trừ 1 nhân V lấy đạo hàm mẫu số V bình. Mà ta biết đạo hàm của 1 là hằng số sẽ bằng 0 trừ V phẩy trên V bình. Như vậy ta sẽ được trừ V phẩy trên V bình. Như vậy, ta đã chứng minh xong đạo hàm của 1 trên V bằng trừ V phẩy trên V bình. Ví dụ, đạo hàm của 1 trên 2x cộng 1 với 2x cộng 1 của ta chính là V thì sẽ bằng trừ V phẩy của ta bằng 2x cộng 1 lấy đạo hàm trên 2x cộng 1 bình. Và ta có ngay bằng trừ 2 trên 2x cộng 1. Bởi vì 2x cộng 1 lấy đạo hàm sẽ bằng bằng 2.